Mình lại xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình đang chữa một chiếc xe Way của học sinh thôi. Xe này học sinh hay đi thì xe này có 50 phân khối thôi anh em ạ. Vâng, và mình nói luôn ngay từ đầu video, mình chữa xe này là nguyên nhân là xe bị đứt dây ga, rồi là nhông xích thì lỏng hết rồi anh em ạ. Đây, xe lắp ráp nhưng mà thực ra là chất lượng lắp ráp là không được kiểm nghiệm, cho nên là tất cả những cái ốc ác này là bị lòng hết, lòng tất cả những cái ốc này đấy, bị cuốn cả vào hộp xích, đánh hỏng cái hộp xích đấy. Rồi anh em thợ cho mình cũng đã đang lắp ráp rồi. Rồi, và mình làm video này thì mục đích là chia sẻ tới anh em gọi là chưa có kinh nghiệm rồi nhé, để anh em nắm được thôi. Thì đây thì với thông thường thì đây chỉ là một cái bệnh gọi là đứt dây ga bình thường thôi, không có cái gì là gọi là cái đáng gọi là để gọi là chia sẻ cả. Nhưng cũng có một lý do mà mình muốn chia sẻ lên đây để anh em chưa va chạm hoặc là anh em cũng không nghĩ tới thì anh em có thể nắm được, để tránh cái trường hợp là sau này khách hàng biết đâu một ngày nào đó khách hàng phải nhấc đầu bò ra đấy. Bởi vì trường hợp này đã bị xảy ra rồi anh em ạ. Bởi vì như anh em biết là như thế này này, dây ga thì dưới đây là nó có một cái mấu đúng không ạ, mấu để kéo quả ga. Nhưng dây mục thì cái mấu này đứt rồi, và hiện tại thì nó đang nằm ở đây, đang nằm trong phế quản khí này đấy. Vậy thì khi mà anh em làm ấy thì chắc chắn là anh em phải lôi được cái mấu đứt ở trong cái phế quản khí này ra cho mình nhé. Còn nếu như mà anh em không để ý, anh em chỉ lôi quả ga ra thôi, đúng không? Anh em mắc dây mới, nhưng cái mấu thực chất thì nó đã đang nằm ở trong cái chế rồi. Và trong quá trình khách hàng đi đấy, có thể là nhanh hoặc có thể là lâu một ngày nào đó đấy, không may nó hút xuống xi lanh này, thì nếu như mà đúng lúc mà xi lanh trong xi lanh này đấy, piston lên xuống đang hoạt động đấy, mà lại kẹp đúng vào mép xu bắp đấy, thì sẽ gây gì, cong mép xu bắp và mất hơi. Và điều đó thì chắc chắn là anh em lại phải nhấc đầu máy ra, anh em làm xu bắp rồi. Và trường hợp này đi thì thực tế thì đã bị rồi anh em nhé. Đấy, cho nên là mình chia sẻ với anh em là chưa có kinh nghiệm thì anh em xem để anh em nắm được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy quả ga ra trước đã. Xem nào. Chặt lắm anh ạ. Chắc là mình phải tháo hạn chế ra rồi. Tháo hạn chế xem. Tháo hạn chế. Lôi hẳn. Đấy, bắt buộc là mình phải lôi để mình lấy quả ga và lấy được cả cái mẩu để kéo quả ga, không là chui vào trong xi lanh là bị hỏng xu bắp luôn. Nếu mà may mắn ấy, thì có thể là đúng cái kỳ xả đấy mà nó thổi bật được ra mà bắn được ra ngoài thì tốt, còn nếu không là xu bắp kẹp vào là bị ngay, và trường hợp đấy thì đã bị rồi. Đây anh em này, đây chính là cái mẫu mà nhiều khi rồi đấy, chỉ vì có thể nói là không chủ quan, không để ý đấy, nhiều khi là không để ý thôi thì sẽ chui vào và chắc chắn là sẽ bị hỏng ngay nếu không may đúng lúc xu bắp gọi là đóng lại và kẹp vào cái đầu mẫu này đúng không ạ, kéo quả ga lại thì chắc chắn là mép xu bắp bị hỏng ngay. Đấy, chắc chắn anh em phải biết đầu, đây là điều chắc chắn rồi vì mình làm thực tế thì mình đã gặp rồi. Đấy. Đấy. Không lâu mình còn làm thực tế một chiếc xe như thế này, và anh em nhiều khi cứ nghĩ xe mới thì không bao giờ xảy ra, nhưng mà hôm đó mình làm một chiếc xe Blade 125 mới nhá, còn mới nguyên, nhưng mà mất hơi, mới mà lại mất hơi
anh em thấy là rất là vô lý là như vậy. Khách hàng chăm sóc xe tốt đấy, mà lại mất hơi. Và hôm đấy thì anh em biết không, chính là do cái buji này này, cái chân anh em này, chính ra là hôm ấy là xe bị mất hơi là nguyên nhân là hỏng su bắp. Hỏng su bắp là do cái sứ này này, cái sứ khách điện ở buji này nó vỡ ra và nó vào đúng mép su bắp luôn, và kết quả là bị mép su bắp bị hỏng. Hôm ấy mình đã phải thay cái su bắp. Đấy thì anh em thấy là xe mới nhá mà mất hơi, đấy, rất là vô lý. Đấy, nhưng mà tất cả đều có thể xảy ra anh em nhá. Hôm ấy chỉ có một cái mảnh sứ rồi ở buji nó vỡ vào thôi, nó nứt mà nó lại ở trong đó. Đấy. Thôi vậy thì video này thì mình cũng chia sẻ ngắn thế thôi để anh em chưa có kinh nghiệm nhá, thì anh em cũng nên để ý cái pan này là có thể xảy ra, đúng không ạ? Và thực tế thì mình đã gặp rồi, thì anh em lưu ý cho mình nhá. Vâng, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.